con xin phép mọi người cho con xin một câu hỏi cuối cùng. Con nghĩ khi mà con bị cái đó thầy, là nghiệp con đổ, con phải trả. Hằng ngày, từng giờ, hoặc có những khoảnh khắc nào mà có thể tạo phước được thì con luôn tập, con tạo ra để con trả cái nghiệp của con đó. Con lúc nào cũng cầu mong Phật là cho con quên cái khủng hoảng tinh thần đó. A Di Đà Phật. Đang ngồi vui như thế này nhá, cảm xúc nó ập tới một là mình tuột hắn xuống đáy của địa ngục luôn. Cái người người trầm cảm cũng vậy. Còn cái này là những cái nỗi đau nó lớn ở trong tâm của mình. Không, bây giờ ha, mình ráng nuôi dưỡng cái nội lực như thầy nói, rồi đặc biệt là sám hối nữa. Phải sám hối. Thực sự không có thời gian á, có thời gian kể cái chuyện con mèo cho nghe. Có thời gian không ta? Dạ. Mọi người có muốn nghe không ạ? Dạ vâng ạ. Con xin mời thầy ạ. Kể Tuấn có một ông sư huynh, thì ông kể là trước khi mà ông đi tu á, thì ông nhà ông á, mỗi lần mà dọn cơm ra ăn á, luôn có một con mèo nó nhảy qua, và gia đình rất là bực bội, khó chịu lắm. Cái xong mà bẫy bắt hoài không được con mèo đó. Lần đó là mấy anh em cố mà lấy cái mền chùm lại và bắt được con mèo đó. Thì định đi thả nó xa rồi, nhưng mà ông cậu nói: ê, mày ăn thịt tiểu hổ chưa? Chưa, đi mần đi. Thì ổng mới cầm cái con mèo đó, ông nhấn nước, mà nhấn hoài con mèo nó không chết, nên nó cứ giãy giụa trong đó. Ông bực mình quá, đập đầu vô đá cái cốp, con mèo nó kêu cái ét. Không, sai sai nhà, con mèo mà kêu cái ét. Thì khi mà ổng mở cái bao đó ra, thì mắt của con mèo nó rướm máu, nó đỏ tươi, nó nhìn thẳng vào ổng. Và hai con mắt đó nó đã ám ảnh ông suốt cuộc đời. Nó làm cho ông sợ hãi khủng khiếp. Đến sau này có cái nhân duyên đi tu, vào trong thất tu tập. Thất là gì? Thất là một cái môi trường sống tách biệt, giữa một cái rừng luôn, không tất cả các phương tiện truyền thông, tức là cái môi trường chuyên tu á. Khải Tuấn cũng có một số lần mà mình được nhập thất, khoen chút. Thì ổng vô trong thất á, một lần mà kéo chân lên ngồi thiền là đôi mắt mèo nó lại hiện ra, và nó đau cực kỳ, rất giống như là anh Linh. Nó cứ hiện ra mà nó cứ ám ảnh và sợ hãi khiếp khủng luôn. Và quý thầy chỉ làm sao? Nghiệp. Đúng, có nhiều cái bệnh gọi là bệnh nghiệp. Và bắt đầu là khuyên: thôi bây giờ ráng, ráng sám hối, tha thiết sám hối, ráng lễ Phật, yên tâm, có cảm thì sẽ có ứng. Chư Phật, chư Bồ Tát sẽ gia hộ cho mình, sẽ hướng cho mình tu tập để mà vượt qua được cái tâm lý đó. Hãy tin vào chư Phật, tin vào Bồ Tát anh Linh nhé. Dạ vâng.